Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Thưa cậu Nguyên. Dạ. Xuống đây cậu biểu. Không, không có gì, cậu phải đi lên trên đó. Xuống đây cậu biểu. Làm cái gì mà tay chân trề trụi vậy? Hồi nãy cậu lại đánh lộn. Dạ, đúng không? Dạ cậu. Cậu nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh lộn mà. Cô đã nói cô đâu có đánh lộn đâu. Không đánh lộn nè, mà tay chân trề trụi. Không phải. Rách vậy luôn hả? Đâu phải đâu, cái này là tại nay con. Còn cãi nữa hả? Một lần nữa đừng trách cái cậu đó. Ai vậy? Ủa chị. Cậu đưa tay của cậu đi, tôi băng vết thương cho. À, không sao đâu. Trời. Vết thương gì mà nó không sao hả? Máu tùm lum nè. Thôi cậu ngồi xuống đi, tôi băng cho. Ngồi xuống đi. Mà Nguyên nè, mai mốt cậu đừng có đánh nhau nữa nha. Em đâu có đánh nhau đâu, hồi chiều này em lo chạy về để học với chị á, ai ngờ bị té xe chứ bộ. Cảm ơn chị. Bộ đồ này dơ đúng không? Ủa? Thôi cái này rách rồi, em không mặc nữa đâu. Đâu không sao đâu, để tôi đem giặt cho. Thôi không cần đâu, rách rồi mà. Ừ, thì mai lại vẫn mặc được mà. Đây, để tôi làm cho. À, cảm ơn chị. Ừ. Nhớ cẩn thận nha. Ủa, chị làm cái gì vậy? Tôi đang làm món cậu thích nè. Làm rau câu á hả? Ừ. Trời ơi, em nói chơi hả? Kiểu em thèm ngang xương thôi, có ai ăn không có thì thôi. Chị bày chi cho cực vậy? Đâu có sao đâu, thực ra thì làm món này cũng dễ mà. Ê, hay là để tôi chỉ cho cậu, rồi mai mốt cậu có thèm á, cậu có thể tự làm được. Ừ. Sao ta làm sao chị? Đây, bây giờ đầu tiên mình phải để cái bột rau câu vô cái tô này. Đây, bây giờ cậu hãy thử thành phẩm cho chúng mình làm ra đi. Ờ. Thử đi. Ngon, ngon thiệt luôn á. Ngon hả? Công nhận là đồ ở nhà lúc nào cũng ngon hơn ở ngoài bán á. Ừ. Em chị làm vậy là mình mở được tiệm bán rau câu luôn á. Nếu mà cậu thích ăn vậy á, thì mai mốt cậu có thể tự làm nha. Vừa vệ sinh mà vừa an toàn nữa. Mà cũng đâu có khó làm đâu đúng không? Qua nay chị bị gì vậy? Sao chị cứ nói như là sắp tới chị phải đi đâu hay là đi xa vậy? Ê, đâu có đâu. Thôi, ăn đi, ăn đi. Ờ, nè nè, ăn thử đi. Chị ấy. Ui. Ê. À. À. Cậu có sao không? Trời ơi. À, không sao, không sao chị. Ây à. Có sao không đó? Không sao, em ổn. Cẩn thận chứ. À. Hôm nay em rảnh lắm. Chị làm xong mình lên trên phòng mình học nha.
Thôi hay là để mai đi. Hay là chị muốn học với cậu? Không phải đâu. Vậy nếu không phải thì thôi, thì chắc là chị không muốn học nữa. À Quyên nè. Sao vậy chị? Thật ra tôi thích học với cậu lắm. Cậu giảng bài vừa dễ hiểu mà còn tử tế nữa. Có mấy lúc cậu giảng hoài mà tôi không hiểu, rồi tôi giả đại ròng rắn, mà cậu cũng khen là tôi học tốt nữa. Ôi, chị đang khen hay là đang chọc em vậy? Tôi nói thiệt mà. Vậy khi nào mà chị muốn học thì chị lên kêu em nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Ai vậy? Tôi nè. Đợi chút, đợi chút. Rồi, vô đi. Cái gì vậy? Nè, cậu uống nước cam đi. Cảm ơn chị, cái đấy được rồi. Thôi, mấy cái này để lát em tự dọn được mà. Không cần thôi, chị đâu. Để tôi đem xuống cho, tôi sẵn tay mà. Thôi được rồi, để lát em tự dọn. Vô đây mà. Vậy phiền chị. Cảm ơn. Không có gì đâu. Cậu uống nước cam đi. Quên. À Huyên, mai mốt cậu đừng có thức khuya chơi game nữa nha. Chơi game không có tốt cho mắt đâu. Cậu đi học sẽ bị mệt đó. Em quen rồi, đêm nào cũng phải chơi 2-3 gián mới ngủ được hết á. Vậy sắp tới chơi một gián thôi ha, rồi từ từ cậu sẽ bỏ được mà. Với cậu mà chăm chỉ một chút là chắc chắn sẽ đậu đại học á. Cậu thông minh mà. Cố lên. Thôi tôi xuống ha. Chị ơi. Nhìn chị lạ lạ. Tâm Anh. Cho mẹ miếng. Cảm ơn mẹ. Ăn đi. Cứ hoài á. Biết rồi. Em đâu có đánh nhau đâu. Hồi chiều này em lo chạy về để học với chị á. Ai ngờ bị té xe chứ bộ. Chị ơi, hôm nay á, cô giáo có giao bài về nhà là tả về người mẹ của em. Nhưng mà tụi mình đâu có mẹ, cho nên em đã tả về ba. Thì nghe em đọc thử nha. Ba là người con yêu thương nhất. Ba là vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn. Tâm Ý à, ba có tin vui cho con nè. Giờ công việc của ba đã ổn định rồi. Ba định một thời gian nữa sẽ đón hai con qua ở với ba luôn. Tuy là còn khó khăn, nhưng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Việc đi hay ở, ba cho hai con tự quyết định. Khi nào quyết định xong, báo cho ba biết, ba sẽ về đón hai con. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Con mong sẽ có một ngày gia đình mình được đoàn tụ và con sẽ được sống với ba mãi mãi. Tâm Anh nè. Dạ. Hồi sáng ba mới gọi điện cho chị đó. Dạ, thiệt hả chị? Vậy ba có nói gì không chị? Ba nói là công việc của ba đã ổn. Và ba nhớ Tâm Anh nhất luôn. Yeah, vậy là ba nhớ em nhất. Ủa, nhưng mà sao chị không cho em nói chuyện với ba? Thì tại lúc đó em đi học rồi mà. Em quên mất. Được rồi, viết hay lắm đó. Làm tiếp đi.
Dạ. Việc đi hay ở, ba cho hai con tự quyết định. Khi nào quyết định xong, báo cho ba biết, ba sẽ về đón hai con. Ba ơi, ba ơi, con nhớ ba. Ba ơi, ba. Trượt về trên phố em, mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em. Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ, bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Chào Lan Chi. Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa. Làm gì ngồi vui dữ. Lan Chi ơi, ba mình có gọi điện đó. Ba mình nói ba mình thương mình nhất luôn á. Trời, chắc thương à. Chắc thương. Nè, tao nói cho mày biết nha. Nếu mà ba mày thương mày á, thì ba mày đâu bỏ mày ở đây. Động não suy nghĩ lên tao anh ha. Động não suy nghĩ lên. Chắc thương à. Cái rau câu hôm qua trong tủ lạnh còn không chị? À, hết rồi. Bộ cậu muốn ăn hả? À, không. Tại em thèm ngang xương vậy thôi à. Ừ, về để tôi làm cho cậu nha. Thôi, không cần đâu. Chị cứ làm việc của chị đi. Ủa? Em đang viết bài hả? Dạ. Wow, chữ đẹp quá nha. Ủa, sao vậy chị? À, không có gì. Ba hả? Dạ. Con sẽ sắp xếp. Con và Tâm Anh sẽ đi. Yeah. Vậy là em sắp được sống với ba rồi đúng không chị? Em vui quá ha. Ủa, chị không vui hả? Chị vui mà. Mà ví dụ như hai chị em mình đi nước ngoài luôn thì sao? Nếu đi nước ngoài thì mình sẽ không về Việt Nam nữa hả chị? Mình vẫn có thể sắp xếp để quay về Việt Nam mà. Như vậy là em sẽ không được gặp chú Julian nữa, cả Lam Chi. Có thể là vậy. Nhưng mà em đừng có nói chuyện này cho ai biết nha. Để sau này chị lựa lời rồi chị thưa chuyện với cả nhà. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà nếu như đi nước ngoài thì em sẽ được đi máy bay đúng không chị? Ừ,